Mới đây, Ngày hội sinh viên Văn Lang năm 2022 chính thức được tổ chức với quy mô rất lớn với hàng loạt các hoạt động sôi nổi. Các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang đã cùng tham gia các phần thi trang phục tái chế, nhảy flash mob, trò chơi vận động liên hoàn và giao lưu tại gian hàng trải nghiệm, gian hàng ẩm thực cùng với các trò chơi dân gian đa dạng. Đặc biệt, không khí của ngày hội càng trở nên bùng nổ khi các bạn sinh viên hòa mình với buổi tiệc âm nhạc và ánh sáng với sự tham gia của các khách mời đặc biệt. Và đó cũng chính là nội dung chính của chương trình Trường học tương lai ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hội sinh viên Trường Đại học Văn Lang được xem là một trong các hoạt động lớn được các bạn sinh viên Đại học Văn Lang chờ đón nhất trong năm. Ngày hội năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn và có sự đầu tư rất chỉnh chu từ ban giám hiệu nhà trường. Sau 2 năm là không tổ chức được chương trình thì hôm nay khoa Lục và các bạn sinh viên khoa khác được làm chương trình thì em rất là vui và vinh dự khi được phục vụ khoa gian hàng ẩm thực của khoa Luật. Và hy vọng là ngày hội này sẽ thu hút được nhiều sinh viên về với Văn Lang hơn và tạo cho những bạn chuẩn bị vào trường sẽ có những động lực hơn. Với những không gian đầy màu sắc và mang đậm tính Văn Lang, sinh viên của trường đã có một ngày hội tưng bừng, được là chính mình với rất nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, vận động, hội chợ ẩm thực, thi trang phục tái chế, thi nhảy flash mob. Ngày hội sinh viên Văn Lang được khởi động với những tiết mục văn nghệ đến từ các bạn sinh viên tài năng của các khoa, câu lạc bộ, đội nhóm của trường. Hòa nhịp chung không khí sôi động của các bạn sinh viên Văn Lang, còn có phần thi trang phục tái chế ấn tượng được chính các bạn sinh viên đến từ nhiều khoa, ngành của Trường Đại học Văn Lang thiết kế. Đặc biệt hơn, ở phần thi trang phục tái chế này có sự xuất hiện của Amandine, cô gái gốc Việt tài năng với vai trò ban giám khảo khách mời. Không dừng lại ở đó, ngày hội sinh viên Văn Lang còn là sân chơi lớn để sinh viên có thể giao lưu học hỏi và cùng tham gia thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố. Những phần thi này đã đem lại sức mạnh tập thể, là cơ hội để kết nối các bạn sinh viên năm nhất với các anh chị sinh viên năm 2, 3. Qua đó đoàn kết và để lại ấn tượng sâu sắc cho các bạn trong khoảng thời gian sinh viên đầy tươi đẹp. Đây là lần đầu tiên em được tham gia ngày hội sinh viên. Em không nghĩ là nó có một quy mô lớn như vậy và nó hoành tráng như thế và quy tụ tất cả các bạn sinh viên của tất cả các khoa và rất là vui. Ở đây có rất nhiều các cái gian hàng và có các cái trò chơi dân gian đang tổ chức bên kia cũng là một phần nhỏ góp vui cho ngày hội sinh viên Văn Lang ngày hôm nay. Em mong muốn có cơ hội được giao lưu với các bạn của khoa khác, có cơ hội được học hỏi từ tinh thần nhiệt huyết của các bạn khoa khác và đặc biệt là tinh thần PA của khoa em. Thì em khá là vui và hào hứng tại vì em cũng là lần đầu tiên, với lại do ngành học của em cũng là trường của em cũng khá là nhiều hoạt động như vậy nên là em rất là thích có thể là gặp thêm những người bạn mới và có được nhiều mối quan hệ hơn, với lại em có thể học thêm được các rất là nhiều kỹ năng trong quá trình chạy sự kiện ngày hôm nay. Sau những thời gian sinh hoạt thú vị, cuối ngày hội, chương trình đã đặc biệt đem đến những màn trình diễn đến từ các ca sĩ khách mời như Lưu Hoàng, Vicky Nhung, DJ King Lady, Nam Dương đã làm cho không khí của ngày hội sinh viên Văn Lang nóng hơn bao giờ hết. Thỏa sức vui chơi, giao lưu và còn được đắm chìm trong không gian âm nhạc cực chất đến từ những ca sĩ nổi tiếng. Các bạn sinh viên Đại học Văn Lang đã có một ngày hội đúng nghĩa, được sống hết mình với tuổi trẻ và có những dấu ấn về ngôi trường Đại học Văn Lang giàu bản sắc. Thì em nhận thấy là ban tổ chức đầu tư rất là công phu và kỹ lưỡng cho chương trình, bởi vì là chương trình này đã được set up vào những ngày trước nữa để chuẩn bị tốt nhất cho các bạn sinh viên có một môi trường chơi lành mạnh và hết mình. Ngày hội sinh viên năm 2022 không chỉ phát huy được truyền thống các năm qua, mà ngày càng đặc sắc hơn, thú vị và bổ ích hơn cho sinh viên Văn Lang.